Vậy hôm nay anh em tôi được nghỉ cuối tuần đi câu cá hồi ở suối. Đấy. Suối nhà rất rộng. Đấy, đây là quả suối tôi đi câu cá. À, quả cha. Đi rồi không? Trẻ đúng không? Tất cả chỗ này đều lông nhau hết. Ấy. Sao đi? Đấy qua đó. Đây. Đây là chú cá chép. Đây. Chép suối. Ấy một đàn sung vào ăn đấy. Đấy, câu một đàn nó sung vào nó cứu đấy. Con này phải tầm mấy cân nhỉ? Thôi tiến đây đây. Đúng không? Đây, cho chú Tuyền phóng sinh. Tiến với cả người đây. Ôi, nó nhìn mắt phát cười phát à. Ôi, con này phải tầm khoảng 5 cân. Vàng ươm. Ừ, anh nhìn thân nó. Vàng ươm này. Ôi, giàu luôn. Ôi, thấy không? Thôi nhưng mà cá chép hôm nay con này số chia đỏ gặp cá trang nào thả thôi hả vậy đây cá trang này đó cá trang để cho cá từ từ đấy cá đưa xa trong thuyền quay rồi thả từ thôi nhá đây đưa chú phóng sinh đấy cái bài đấy đấy ơi chú Tuấn tạm chào tạm nó cái nào đây này TikTok là 1.000 like rồi đấy. Bắt cá hồi không? Quay ngược lại mới nhìn thấy được.